Thưa quý vị, những ngày qua thì người dân vùng lũ miền Trung rất cảm động trước hành động kêu gọi quyên góp giúp đỡ bà con chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Thậm chí với số tiền quyên được lên đến hàng chục tỷ đồng, hoạt động từ thiện của cô còn được nhiều người nể phục. Vâng, tuy nhiên nếu chiếu theo nghị định số 64 của Chính phủ thì hành động quyên tiền từ thiện của một cá nhân như Thủy Tiên lại vi phạm. Vậy nên nhìn nhận như thế nào về việc áp dụng quy định của một văn bản pháp luật? Phản ánh của nhóm phóng viên bên hành lang Quốc hội hôm nay. Theo nghị định 64, một cá nhân không được phép đứng ra quyên góp tiền để hoạt động từ thiện. Trước vấn đề này, một số đại biểu cho rằng trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, thiên tai xảy ra ngoài sức tưởng tượng của con người thì sự đóng góp từ các nguồn lực khác là rất cần thiết. Lúc đó nếu phải đăng ký các thủ tục rườm rà thì tính thời sự cấp bách không còn nữa. Gửi tiền quyên góp cho Thủy Tiên người ta đã ủy thác rồi và người ta tin tưởng như vậy. Đấy là cái địa chỉ tin cậy và người ta gần như là chuyển cái quyền, tức là ủy thác ấy. Thì đấy là những vấn đề mà chúng ta đặt ra để mà xem xét cái khung khổ pháp lý cho cái này. Chứ còn theo cá nhân tôi cho rằng khi mà nhà nước với nhân dân chung tay để mà hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai ấy, thì cái việc này nên khuyến khích. Về nguồn lực nhà nước có hạn, phải đăng ký qua những cái thủ tục rườm rà này khác thì cái tính cấp bách nó không còn nữa. Nếu huy động bằng các kênh khác thì chi bằng để người dân đứng ra quyên góp bằng những hành động thiết thực như chúng ta chứng kiến những ngày qua. Trên quan điểm như vậy, một đại biểu nêu quan điểm không máy móc quy định chỉ tổ chức có tư cách pháp nhân mới có quyền thu tiền quyên góp. Tôi nghĩ là chúng ta phải nên tôn vinh, nên khích lệ và ghi nhận cái công sức cũng như là cái tình cảm và cái cống hiến của họ. Thế còn pháp luật không cấm cái việc đó. Đấy, nếu như anh vụ lợi hoặc anh lừa đảo, anh lấy danh nghĩa là làm hoạt động từ thiện nhưng thực tế là anh tư lợi, vụ lợi, thì tôi cho rằng phải có những biện pháp trừng trị, có những biện pháp xử lý rất là nghiêm minh. Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau cho rằng, đối với các cá nhân muốn đóng góp, họ chỉ cần đảm bảo các điều kiện, đăng ký để được quyền quyên góp, phương thức quyên góp và hình thức cứu trợ một cách minh bạch. Một là đăng ký để mà được quyền quyên góp. Hai nữa là phương thức quyên góp. Thứ ba nữa là cái hình thức đi mà cứu trợ như thế nào. Rồi là cái công khai minh bạch cái đấy. Tôi nghĩ rằng là Thủy Tiên và cái nhóm của mình cũng không dại gì mà cứ đi ban phát một cách bừa bãi. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những cái nhà tài trợ để đã quyên góp vào cái quỹ đấy cho họ. Thế nên chắc chắn là họ sẽ có những cái để mà họ sẵn sàng để mà minh bạch cái chuyện đấy. Thậm chí các đại biểu đề nghị nhà nước cần có những khuôn khổ pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp với những đóng góp như vậy. Họ cần có sự hỗ trợ về chuyên môn, có hướng dẫn để đảm bảo an toàn, có quy định xử lý khi xuất hiện hành vi lợi dụng thiên tai để trục lợi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 8 có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Dự báo cơn bão này sẽ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Trung Trung Bộ trong khoảng từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10, gây mưa các tỉnh miền Trung vào cuối tuần này. Cụ thể, từ đêm 24 và ngày 25 tháng 10 tới đây, bão số 8 sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực bờ biển. Từ đêm 24 đến ngày 26 tháng 10, mưa tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung. Dự báo trong vòng 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh dần lên. Theo các đài khí tượng thủy văn quốc tế, cường độ mạnh nhất của cơn bão này có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14 khi bão vào gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Khi đi vào đất liền, dự báo bão sẽ ở cấp 8-9, một số đài quốc tế cho là cấp 7. Để ứng phó với cơn bão số 8, tính đến sáng nay 21 tháng 10, lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển miền Trung thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.598 phương tiện tàu thuyền với 263.044 lao động biết để di chuyển và thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong khi đó, thì nhiều ngày qua, hàng ngàn hộ dân tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang phải chống chọi với đợt lũ lịch sử, sống trong cảnh đói rét. Nhiều người dân nơi vùng xung yếu vẫn đang ngày đêm bám trụ trong những căn nhà bị ngập lũ, những mong vẫn có thể níu giữ được một ít tài sản còn sót lại sau cơn lũ dữ. Và sau đây là ghi nhận của các phóng viên VTC tại vùng rốn lũ Cẩm Xuyên. Sau khi sơ tán vợ con đến nơi an toàn, anh Bùi Quang Hải quyết định ở lại nhà mình để tiếp tục di chuyển đồ đạc. Thế nhưng người ít, lũ lên nhanh, khiến cho mọi thứ nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển nước.
Tài sản lớn nhất hiện nay là đàn lợn hơn chục con. Riêng trong nhà cửa tiếng nói, bàn ghế rồi giường chồng rồi thì đồ lên lụa má. Đây riêng ra cái quán tập hóa của mình thì thiệt hại lên tới khoảng được gần 200 triệu đồng. Nói chung là mùa lũ này. Riêng cái cửa hàng tập hóa của mình thì nói chung là giờ chỉ có không còn ngoài gì à. Tivi, tủ lạnh, toàn bộ đồ sinh hoạt là ở dưới đó. Mà giờ không còn một cái gì nữa. Giờ là tivi rồi, tủ lạnh rồi, thì tủ đá rồi, tất cả hàng hóa của ở quán á, thì thiệt hại mình ước tính là khoảng 200 triệu. Đêm lũ, cả vùng quê chìm trong bóng tối. Một mình chị Thủy vẫn mò mẫm dọn dẹp, dầm mình nhiều ngày trong nước. Nhưng bữa ăn cũng chỉ có gói mì tôm. Mấy đêm rồi chị không ngủ, phần lo chạy lũ, phần lại lo cho chồng đang điều trị bệnh ung thư ở viện. Con đợt nắng này mấy con gà nuôi để mà kiếm đông là nó hái đều trôi đấy. Lớn đừng trôi, mất mấy con đấy. Chứ cũng có chi trơn, lọ thì ướt đấy. Thực ăn thì những cỏ thì mì tôm là ăn gọi mì tôm số ngoài vậy để quá ngay để mà để sức để mà chui nhà chui cười không có chi trơn hàng chịt rệt mưa tầm tạ thì. Hiện nay lượng mưa tại Hà Tĩnh đã giảm nhưng việc mất điện thiếu nước sinh hoạt đang khiến cho cuộc sống hàng nghìn hộ dân gặp khó khăn. Không chỉ có Hà Tĩnh, hiện nay trên địa bàn của tỉnh Quảng Bình mưa bắt đầu cũng đã giảm và nước đang bắt đầu rút. Tuy nhiên hơn 100.000 ngôi nhà dân vẫn đang bị ngập lụt, hàng trăm xã thôn bản bị nước lũ bủa vây. Ngay lúc này, công tác cứu hộ người dân vẫn đang được gấp rút triển khai. Ngay từ chiều qua đến sáng nay 21 tháng 10, sau khi nhận được tin báo có người bị thương, các lực lượng cứu hộ phải vượt lũ sông Danh bằng cano, sau đó kết hợp với bè chuối để vận chuyển các nạn nhân ra ngoài để cấp cứu. Trong số đó có nhiều trường hợp bị thương rất nặng. Tất cả các lực lượng đều là tập trung phương tiện, rồi trang thiết bị công cụ để mà tập trung là cứu giúp dân, hỗ trợ dân, di dời dân và đặc biệt là cái cứu các cái trường hợp mà bị ốm đau bệnh tật và là sinh nở để mà đưa về bệnh viện kịp thời. Hiện tỉnh Quảng Bình mưa đã ngớt, lũ đang rút dần. Nhưng số hộ dân bị ngập sâu vẫn đang còn rất nhiều, trên 100.000 hộ. Trong đó, riêng thị xã Ba Đồn có hơn 22.000 hộ bị ngập sâu. Hàng vạn người dân đang gồng mình chống chọi với nước lũ, trông chờ cứu viện. Dù toàn tỉnh đã sơ tán di dời được gần 30.000 hộ đến nơi an toàn, nhưng do bị ngập sâu nên số lượng người dân đang bị cô lập còn rất nhiều. Vâng, có thể thấy trong bối cảnh thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp hơn, thì nhiều ý kiến cho rằng cần phải điều chỉnh tư duy từ ứng phó, khắc phục thiệt hại sang xây dựng năng lực chống chịu và nâng cao khả năng thích ứng. Một căn nhà vững chãi có khả năng chống lũ là yếu tố quan trọng giúp cho người dân có được cuộc sống an toàn hơn trước mùa mưa bão. Chương trình Nhà chống lũ là một dự án như thế. Chương trình Nhà chống lũ được khởi động từ năm 2013 với sứ mệnh xây dựng những căn nhà an toàn cho người dân vùng lũ. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, nhà chống lũ đã xây dựng gần 800 căn nhà, giúp hơn 4.000 người dân an toàn trong thiên tai. Kinh phí xây dựng nhà an toàn trong khoảng từ 80 đến 180 triệu đồng. Đặc biệt, dự án chỉ hỗ trợ trung bình 45 triệu đồng cho một hộ, cho phần vật liệu xây dựng và công kiến trúc sư thiết kế mô hình nhà. Các hộ dân sẽ đối ứng ít nhất 50% kinh phí còn lại bằng cách tự huy động nguồn lực của riêng mình. Nhờ vậy, những người hưởng lợi không chỉ có ngôi nhà an toàn của chính mình mà họ còn yêu quý, giữ gìn hơn ngôi nhà. Sự chung tay chính là nhân tố quyết định sự thành công của dự án. Không đúng với mong muốn của họ. Cái thứ hai họ cũng không trân trọng, bởi vì họ chẳng có đóng góp một cái gì cả. Cái thứ ba họ không được tự hào. Tất cả những ngôi nhà đều có gắn một cái biển là nhà tình thương. Thì họ vẫn cảm thấy tự ti, họ không cảm thấy đấy là một cái tài sản của họ mà họ chỉ cảm thấy là một cái gì đó được mọi người bố thí hoặc là cho tặng để mà họ gá vào đấy thôi, chứ không còn là thực sự là cái ngôi nhà của họ. Cho nên là cái tư tưởng của tôi ngay từ đầu là họ chính là người phải tự xây ngôi nhà của mình với sự chung tay của cộng đồng, chứ không phải là cộng đồng tặng hoặc trao cho họ một ngôi nhà. Nhiều mạnh thường quân nhận thấy tính thiết thực của chương trình và đã đồng hành trong một thời gian dài để hỗ trợ người dân vùng lũ. Khi mà tôi biết được cái chương trình này là tôi đồng hành luôn tới thời điểm bây giờ và luôn quan tâm theo dõi mỗi bước đi của chương trình để mà chúng tôi có những cái đóng góp một cái phần nhỏ nào vào trong chương trình mang đến cái hạnh phúc cho cái người dân, đặc biệt những người dân khó khăn ở vùng lũ như ở miền Trung.
Theo thông tin từ các thành viên của chương trình, hầu hết các hộ dân được hỗ trợ đều có thể chủ động trước tình hình mưa lũ. Tin vui là trong những ngày này, người dân trong các ngôi nhà của dự án ở một số tỉnh miền Trung đều vẫn đang an toàn trong mưa lũ. Thưa quý vị, không chỉ có dự án mang lại an toàn cho người dân, công tác hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung đang được cả nước đồng lòng thực hiện với nhiều việc làm thiết thực. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn thiệt hại mất mát do lũ lụt gây ra cho các tỉnh miền Trung, hôm nay hơn 1,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu đã được Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp trao cho các địa phương vùng lũ. Đoàn lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khác cũng đã tới trao tặng Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi đơn vị 200 triệu đồng. Trao tặng Công an huyện Hướng Hóa 50 triệu đồng và Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt hy sinh 50 triệu đồng. Tại Hà Tĩnh, đoàn công tác do Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 800 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và nhân dân các khối phố bị ngập nặng ở thành phố Hà Tĩnh. Vâng, không chỉ có những thùng mì, những bao gạo đang có mặt tại miền Trung, bánh chưng, món bánh truyền thống thường chỉ xuất hiện vào các dịp lễ Tết hay cúng rằm cũng đã đến tay với đồng bào miền Trung trong cơn nguy khó này. Trong vài ngày gần đây, nếu như lên trên mạng xã hội Facebook thì chúng ta dễ dàng có thể gặp hàng chục bài đăng về hình ảnh người dân cả nước hào hứng, khẩn trương gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng của mùa thu tháng 10 đóng cả tình cảm, tấm lòng, tinh thần của người dân khắp các vùng miền trên cả nước đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Nhiều năm nay, mì tôm là một thương hiệu khi nhắc đến những gói hàng cứu trợ lương thực cho đồng bào miền Trung. Tuy nhiên năm nay, mì tôm đã bị xoán ngôi bởi bánh chưng. Từ cái việc mà khi mà xem trên cái thời sự thì thấy nhân dân miền Trung là phải ăn mì tôm sống. Thì người dân xã Na Phù chúng tôi nghĩ ngay ra cái ý tưởng là phải làm những cái việc thiết thực nhất. Ví dụ như gói bánh chưng, rồi thì nấu cơm nắm muối vừng. Về cái công tác vận chuyển đến các vùng cứu trợ thì hiện nay có rất là nhiều các cái công ty doanh nghiệp, các cái hộ gia đình, các cái nhà xe đăng ký vận chuyển miễn phí. Người dân xã La Phù đã cùng nhau gói bánh chưng cứu trợ được một tuần nay. Đợt bánh chưng này là đợt thứ 5, góp thêm 2.000 chiếc bánh trong tổng số gần 10.000 chiếc bánh chưng của xã La Phù được chuyển đến miền Trung. Người có ít thì đóng góp ít, người không có tiền của thì đóng góp công sức. Nghĩ rằng bây giờ bà con ở trong đó đương gặp nhiều khó khăn, nếu mình càng giúp đỡ bà con nhanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Để đưa những chiếc bánh chưng đến được với bà con vùng lũ, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã cử nhiều nhóm đi tiền trạm ở các địa phương bị lũ, chuẩn bị nơi tập kết hàng hóa. Họ cũng đã liên lạc với chính quyền địa phương để phân bổ nguồn hàng cứu trợ đến tận tay đồng bào. Dự kiến những ngày tới sẽ có thêm những chiếc bánh chưng mới được gói, được nấu chín, chuyển thêm đến bà con vùng lũ lụt.